Cuộc thi quan trọng nhất của Olympia năm thứ 15, vượt qua 140 thí sinh, bốn chàng trai này đang tiến dần đến vòng nguyệt quế cuối cùng, chiếc vòng nguyệt quế danh giá nhất. Chàng trai nghịch ngợm đến từ Quảng Trị Văn Viết Đức, mã số 1. Chàng trai hiền lành đến từ Bình Thuận Huỳnh Anh Nhật Trường, mã số 2. Chàng trai mau nước mắt đến từ Ninh Bình Nguyễn Cao Ngọc Vũ, mã số 3. Và chàng trai thích nhảy đến từ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Huy Hoàng, mã số 4. Ba trong bốn ngôi trường lần đầu tiên có cầu truyền hình, một ngôi trường đã bốn lần lỡ hẹn với chiếc vòng nguyệt quế. Kiến thức, quyết tâm hay may mắn, họ sẽ cần cả đến lòng dũng cảm. Ngay từ bây giờ, quý vị có thể dự đoán người chiến thắng qua hệ thống SMS 6370 theo cú pháp Olympia cách x cách y. Trong đó, x là mã số thí sinh theo thứ tự nhất quý, y là số người có dự đoán giống bạn. Quý vị đừng bỏ lỡ trận chung kết Olympia năm thứ 15 vào lúc 9:30 sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8.